Nghe tin chị không thể về kịp, em trai đứng khóc như mưa vì đám cưới thiếu vắng mẹ và chị gái. Tuy nhiên, điều bất ngờ vẫn còn nằm ở phía sau. Hay tin em trai chuẩn bị tổ chức đám cưới, chị gái lại ngậm ngùi trả lời không thể về kịp, khiến chàng trai nghẹn ngào đứng khóc một mình. Tuy nhiên, tất cả lại là màn kịch do chị gái tạo nên vì muốn gây bất ngờ cho em. Trong đám cưới, thiếu vắng đi người mẹ và người chị thân thương. Dù là ngày vui của mình, nhưng ánh mắt của chú rể đã ngượng buồn. Khi thấy chị xuất hiện, em trai kinh ngạc, không tin vào mắt mình, rồi bật khóc nức nở khi được chị ôm. Một cái ôm hàn gắn chữa lành sau nhiều năm xa cách. Sau khi đăng tải đoạn clip, người chị còn chia sẻ dòng caption: ngày mẹ mất, chị không về được là điều tiếc nuối lớn nhất. Nhưng ngày cưới của em, chị sẽ về thay mẹ sát cánh bên em. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho em nên chị đã giấu không thể về được cho đến giây phút đám cưới được tiến hành. Có thể nói, gia đình luôn là hai tiếng thân thương, khắc sâu vào trong tâm khảm mỗi trái tim chúng ta. Dù sinh sống ở đâu thì những người con vẫn đau đớn một nỗi nhớ nhà, hướng về nơi được gọi là gia đình.